mà em trong đó em nó thắt nếu giảm xuống thì nó sẽ giảm đi tại sao đó? Các bạn chú ý về một này nha, nó chiếm chỗ, nó dành chỗ của progesterone nhưng mà nó không có tác dụng như progesterone. Do đó cái niêm mạc tử cung nó mới gây thiếu máu, hệ thiếu máu nó giúp giữ tiểu dưỡng cái còn mạc tử cung và gây co thắt mạch máu, đồng thời gây hoại tử trong cái phát thai. Người ta thấy này, mifepriston liều 50mg trên ngày nhân cho 3 tháng liên tục thì 70%, 75% giảm đau được cải thiện, 70% giảm triệu chứng trẻ. Và không có một cái sự tương quan nào giữa liều tăng liều cũng như thế thôi, nó cũng không có tác dụng gì như vậy. Và tác dụng phụ 40% than phiền về triệu chứng bệnh mạch, đòi mạch tử cung tăng sản đơn giản và nó 40% men gan tăng cao. Người tiên phong để điều trị này là sao chúng ta là thầy nguyễn quốc gia thầy nguyễn quốc gia điều trị được mười mấy ca như thế này ở trong đó thì có 4-5 ca gì đó thì ta đi đến cuối cùng và siêu âm thì thứ nhất là triệu chứng cải thiện rõ, cái thứ hai là khối u có nhỏ đi về tích nhưng không thế nào nhỏ quá mà người chúng ta chứ họ tay nhỏ nhiều thì nó hết vô tả đâu. Rồi, khi nào điều trị ngoại khoa? Thường hỏi các bạn này chỉ định để phẫu thuật cái u sơ tại một thời gian dài hạn. Khi nào mổ này? Có hai lý do để chúng ta mổ thôi. Thứ nhất là nó to. Thứ hai là có biến chứng. Rồi ta hỏi tiếp có tiếp được đâu nữa. To như thế nào gọi là to? Khi đó cái tử cung của nó nguyên khối tử cung nó to nó lên cho giấy thai thì hai tuần hoặc là cái đường kính của một cái nhân sơ đó lớn hơn 10mm. Vậy biết chứng gì? Biết chứng gì chúng ta mổ? Đau quá người ta chịu nổi ta mổ, nhưng mà cái đau này các bạn phải chú ý một điều này, đau này có phải do u sơ tử cung gây ra hay không? Nếu mà cái đau này các bạn không chắc chắn do u sơ tử cung gây ra thì không được mổ, tại vì mổ rồi nên cũng không hết đau. Đau này phải biết chắc chắn nó, phải loại trừ những cái đau khác mà phải biết chắc chắn nó là cái đau do tử cung. Đau do tử cung có tính chất gì? Trong giai đoạn không biết chứ đau phải giảm qua mắt và thường xảy ra sau của chu kỳ kinh nguyệt và thường xảy ra cùng với lúc mà trong kinh trong huyết kéo dài hoặc là xuất huyết nha, tức là có cái gì vậy nó đang còn tiếp tục. Và thường người ta cảm giác đau nhất hay đau nhiều nhất là ở giữa chu kỳ thì sao? Tại vì sao các bạn? Giữa chu kỳ về sau thì cái nồng độ lúc tụt đứng rồi cái estrogen nó tăng lên nó tăng cao, sau khi tăng cao rồi nhưng mà nó không chuyển biến được thành ơ ba thì nó làm phải lên cái này rất nhiều, cho nên nó tác dụng co thắt tử cung nhiều. Chỉ cần một cái kích thước nào đó tử cung thôi thì tử cung nó sẽ co thắt rất nhiều dây ra đau là phải cảm giác quặn thắt cảm giác căng quặn thắt ở đi rồi. Biến chứng thứ hai đó là biến chứng chảy máu. Ở đây có nhiều biến chứng, các bạn thấy chảy máu, bệnh nhân mất máu rồi đó, rất là tầm trọng. Biến chứng thứ tư đó là dạ hẹp, vì dạ hẹp nào mà từ mổ khẩn cấp nè, dạ hẹp khẩn cấp, cái dạ hẹp mà mổ khẩn cấp đó là dạ hẹp của hẹp quả. Tức là các bạn phát hiện u sơ trong dây chảy máu. Ngoài ra có những cái dạ hẹp khác như là chúng ta nói dạ hẹp bàng quang, dạ hẹp trực tràng, viêm dây, nhưng mà đa phần các cái dạ hẹp này nó chỉ là làm cho ít nhất khi nào gây đau, các bạn chỉ cần cho các bạn cảm giác khó chịu chẳng hạn mà thôi.
Và cuối cùng là vô sinh. Vô sinh này à, các bạn phải chứng minh được một điều vô sinh này là do vô sinh. Thì do vô sinh nó còn có hai cái là thứ nhất là trong thai có một cái bộ thai mà không làm bỏ được, biểu hiện bằng cách nào? Biểu hiện bằng cách là bệnh nhân có trẻ trinh, thử que lên một cách mà một cách nào sau đó là trình trở lại, thì đó là một hình thái thai sảy sớm vô sinh. Do sinh của nó vô sinh chèn ép mà gây tắc ống dẫn đứng gì hết, mà vô sinh ở nằm nhiều đó là thai không làm bỏ được. Vậy mổ ra để làm gì? Được phương pháp điều trị ngoại khoa gồm có những gì? Thứ nhất có thể là gây tắc mạch. Gây tắc mạch thì phương pháp này bây giờ không còn ai xài được. Gây tắc mạch là ta đưa một cái ống từ cái động mạch đùi đi lên, lên đến khối u đến đó vừa có tắc mạch. Nhưng mà biến chứng của nó còn rất nhiều các bạn. Thứ nhất biến chứng nhiều. Cái thứ hai đây là một cái phẫu thuật rất lớn, đòi hỏi rất nhiều dây tiếp và hiệu quả. Do đó bây giờ người ta bỏ cái này là bóp chân sơ hoặc là cắt tử cung. Vậy khi nào bóp chân sơ, khi nào cắt tử cung? Chọn lựa phương pháp nào đã, thì các bạn phải biết ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp đó là gì. Cắt tử cung có ưu điểm gì nè? Không thì thứ hai, thứ hai là gì nữa nè? Cắt tử cung được cái thứ nhất không thay thế, cắt hết rồi lại gì thay thế nữa? Không tử cung đâu thay thế. Cái thứ hai là gì các bạn? À, tránh được các cái bệnh lý khác không phải là ung thư, ví dụ như là gì? Ung thư nội mạc tử cung, ung thư bộ tử cung. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Mất tử cung. Thứ nhất là mất tử cung rồi, cho nên không đẻ được, không đẻ được. Do đó không chỉ định cho những người đẻ. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là một cái tỷ lệ nào đó khoảng từ 5-10% bệnh nhân sẽ bị rối loạn tiền đệ sau này. Tại sao rối loạn tiền đệ? Sao rối loạn tiền đệ? Đó cũng là một cách nghĩ. Em biết không? Các bạn biết cắt tử cung thì buộc chúng ta phải cắt dây chằng tử cung cùng. Cắt dây chằng tử cung cùng. Mà dây chằng tử cung cùng có vai trò gì? Cái thứ nhất là nó nâng cả một cái khối tử cung lên để nó giữ cái độ bền của sàn chậu, không có để xa sàn chậu, mà đặc biệt khi xa sàn chậu thì quá xa thành dưới âm đạo, quá xa bàng quang, nó sẽ gây rối loạn tiền đệ. Cái thứ hai, trong dây chằng tử cung cùng nó có chứa nhánh trước của ớt 2, 3, 4. Các nhánh nó đi sao? Nó đi dây, đi vào dây chằng tử cung cùng, đi đến hai bên của hai chỗ cổ tử cung, nó phân ra các cái nhánh để chi phối cho đường cơ tử cung, và một số nhánh chạy dòng ra trước đi vào cái dây chằng bàng quang cổ tử cung đến để chi phối cho cơ chớp bàng quang. Do đó khi mà các bạn cắt dây chằng tử cung cùng rồi thì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến các cái cơ chớp bàng quang gây rối loạn tiền đệ. Như vậy cơ chế rối loạn tiền đệ mà có hai cái nha. Thứ nhất là mất dây chằng, cái thứ hai là mất cái cấu trúc năng nâng đỡ của sàn chậu. Đó là khuyết điểm thứ nhất. Khuyết điểm thứ hai là gì? Khuyết điểm thứ hai là ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, mà tâm lý của những ông chồng nhiều hơn là cả bà già. Các bạn đến những người nông thôn thôi, người ta cứ nghĩ cắt tử cung là mất hết tất cả, chẳng còn cái gì. Và thường
Bây giờ thì người ta, người phụ nữ á, người ta có cái cảm giác mặc cảm, cái cảm giác cấm động. Người ta cứ nghĩ là cắt được con rồi, cắt hết trơn rồi, dù sao không đâu này rồi. Và cái thứ dùng đó giờ tổng thống sẽ không còn gì đó thế. Cảm giác cấm động. Từ cảm giác này ảnh hưởng đến tâm lý, cho nên dễ rất dễ dẫn đến cái tự ti mặc cảm và sau đó là mất khả năng hướng về con ông chồng đó, thì cũng giống như vậy ha. Cái cảm giác đó cũng giống giống như vậy, nhưng mà có khác hơn, nhưng mà có cái cảm giác đó là ít mà cái cớ thì nhiều. Giờ tôi chắc không chờ, giờ tôi được hết cái này rồi. Cái cớ đó nhiều lắm nha các bạn. Cho nên làm gì thì các tử cung mình phải làm sao, tôi lúc nào cũng tư vấn cho cả hai vợ chồng. Giờ đây nếu các tử cung đi chăng nữa thì tất cả chỉ mất cái tử cung, mất cái chỗ mà mang em bé thôi. Rồi nói với mình cho người ta là có thể là có 5-10% cây rối loạn tiền liệt sau này, và không ảnh hưởng gì đến quan hệ vợ chồng. Để coi ta chấp nhận thế nào. Cái ưu điểm của cái này và cái khuyết điểm của cái kia mà các bạn thấy đa số bây giờ chúng ta chọn bóc nhân sơ. Bóc nhân sơ thì tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, tùy theo hai nghề phẫu thuật viên có thể chọn là bóc nội soi hoặc là bỏ hàm. Các tử cung cũng vậy, có thể là các nội soi bỏ hàm. Còn giữ cung trước hay không, giữ hay không này tùy theo tuổi. Vậy 48 tuổi cắt không? Ngày trước hơn 45 tuổi người ta cắt hết một chút, nhưng ngày nay thì khác. Ngày nay nếu mà có thống kê năm 2012 thôi thì phụ nữ Việt Nam tuổi trung bình của bản thân lên đến 52 tuổi rồi. Cho nên không có lý do nào các bạn cắt bỏ một chút người ta sống cả. Thế vậy, lựa chọn phương pháp điều trị tùy thuộc vào mục đích điều trị. Mỗi người đến với chúng ta một mục đích điều trị riêng. Đặc biệt là trong cái phẫu thuật để điều trị vô sinh thì chỉ có mỗi một cái duy nhất là bóc nhân sơ thôi. Mục đích điều trị là gì? Có người ta quá sợ, người ta không muốn mang con người người ta một khối u. Thì lúc này mình phải cho người ta biết người ta muốn đánh đi năng lượng tâm lý để nâng cao chất lượng cuộc sống của người ta, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của người ta, mà các bạn nhìn cắt cái tử cung của người ta sau này thì các tiền tối khác của người ta làm cho người ta khổ thêm. Cho đó các bạn phải làm sao làm cho người ta hiểu hết được mọi thứ và chọn lựa cuối cùng là mình là phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ chính xác để hiểu hiện tại. Tùy thuộc vào mục đích điều trị, tùy thuộc vào tuổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, nghèo quá ta bỏ nội soi cũng được. Bỏ nội soi thì bảo hiểm nó không mạnh. Hoặc là cái ước muốn của mình đang lên này có ước muốn gì? Ước muốn sinh con, ước muốn để không mang trong mình một cái ôn đó, ước muốn gì đó. Thì lựa chọn phương pháp điều trị nào đó là phải có một cái sự thảo luận. Mình thì cung cấp kiến thức đi qua và bệnh nhân lựa chọn. Tại vì mỗi cái không cái nào còn thì để cả cái nào có cái gì là quyết định cuối cùng là bệnh nhân.